Hàng Domino Animal đã về rồi ạ. Like cho mọi người xem nha, vì hàng rất là đẹp. Tôi này về có mấy trăm bộ thôi. Cho nên là ai mua... À mà chưa có ai nhỉ? Thôi cứ like đi mọi người xem lúc nào lên Facebook thì xem lại sau. Bộ này thì khác với bộ trước á. Bộ trước thì có 120 quân nhưng mà bộ này thì chỉ có 28 quân thôi, nhưng mà đây mình sẽ cái bao bì rất là đẹp nhá. Đây, mọi người có thể để ý là cái bao bì cực kỳ đẹp luôn. Túi vải rất chắc chắn, xinh cực. Cái bộ này mình sẽ bỏ bên trong cho mọi người xem. Lần đầu tiên livestream trên Tết. Bình thường là mình chỉ quay clip thôi, sau đó thì cho mọi người xem, nhưng mà như thế có vẻ không chân thật lắm. Cho nên lần này thì mình sẽ quay trực tiếp luôn. Ở chỗ này bị rách không? Đây rất là nhiều, về lần này về có mấy trăm bộ thôi. Giờ này chắc chẳng có ai xem mấy, nhưng mà bị cứ like để mọi người nào xem được thì xem. Đây bộ có 28 quân với các hình như thế này nhá, khá là to và rất là mịn, cái mặt gỗ rất là mịn và láng. Đây cái hình rất là xinh. Cái này các bạn để ý là cái phần gỗ ấy, mình cho các bạn xem kỹ nhá. Rất là mịn. Mịn hơn so với cái bộ Domino cũ á. Đây. Có nhiều hình á, mọi người cho bé xếp. Bộ này thì rẻ hơn bộ trước rất nhiều. Theo mình thấy thì cái chất gỗ rất là đẹp, cực thích luôn, sờ rất là thích. Đây nó ghép được nhiều hình á. Đây. Kiểu như thế này chắc là nhiều, mọi người chắc cũng xem qua rồi. Nó xếp thành một cái hình vuông hay sao ấy. Bình thường hôm trước hôm qua về cũng đã thử xếp rồi, nhưng mà hôm nay cái chỗ này nó hơi chật cho nên là không xếp được hết. Đợt này cả vải và Domino đều rất là đẹp, vải thì mịn hơn, đẹp hơn. Tiện thì ai mà mua cái combo mới bắt đầu từ ngày hôm nay ấy, thì cái vải dạ nỉ sẽ tăng lên là 50 cm nhé, 50 tấm. Bởi vì là cái bạn mà cắt vải cho mình ấy, bạn ấy lựa cắt cái kích thước nó khoảng tầm 21 x 23 cm ấy. Với cả là có một số bạn mua combo của bên mình ấy thì cũng bảo là cái vải nó hơi to so với con ấy, nên là mình đã cắt nhỏ lại. Vì bạn ấy cũng lỡ cắt rồi nên là mình thấy cũng hợp lý, cho nên là từ giờ mình sẽ để cái vải dạ sẽ là tầm 21 x 23 cm. Tầm đấy. Còn đây cho các bạn xem vải luôn nhá. Cái vải đợt này rất là mịn, mọi người có thể thấy. Mịn và rất là dày luôn, chứ không mỏng này. Thường là mỏng thì sẽ nhìn được xuyên thấu luôn, nhưng mà ở đây thì không nhìn thấy rõ luôn, rất là mịn. Có cái vải màu hồng rất là xinh luôn. Thì bình thường là cái đây vải màu hồng rất đẹp luôn, màu hồng này đợt này nhập thì là màu hồng cực kỳ đẹp luôn, đẹp hơn tất cả những cái màu mà mình đã thử mua, mình đặt cái mã mới ấy.
Đây là cái màu hồng. Nhưng sao xem ở trên livestream thì không rõ được màu á. Nhưng mà ở ngoài thì rất là đẹp nha. Các bạn có nhìn thấy hai cái màu hồng khác. Màu bên ngoài đẹp hơn nhiều nha. Để sao đây nó hơi bị nhạt đi á. Thì là bình thường là combo là sẽ là 45 tấm vải dạ nỉ thôi. Nhưng mà bây giờ mình cắt kích thước nó hình vuông ấy, tổng gần như là hình vuông, thì mình sẽ để cho mọi người ở cái combo sẽ là 50 tấm vải dạ nỉ luôn nhá. Thì mọi người tha hồ làm luôn. À, mục đích chính là giới thiệu về Domino mà cứ mãi nói về combo. Có vẻ như mọi người rất thích mua qua Shopee hay sao á. Cho nên là mấy hôm nữa thì em sẽ làm một cái hướng dẫn bằng hình ảnh cho mọi người xem luôn, để mọi người có thể thấy mua qua Shopee cho nó tiện á. Đồ nữa. Cả chiều vẫn chưa ấy xong. Nhiều quá. Đấy là tủ combo đã vàng vàng. Không, cái này là Domino. Domino mới. Chị đang livestream trên page tại vì chị xin. Cô đứng che ánh sáng rồi cô ạ. Đẹp không? Chị thấy cũng đẹp cực luôn. Nhỏ rất là mịn nhá. Hình mới. Nó có 28 quân. Cũng chả nhớ là bao nhiêu hình luôn. Hình đấy ghép tàu được với nhau hả chị? Ghép với nhau xong nó có cái hình nó làm tạo thành cái hình vuông vuông ấy. Cái bộ này thì giá là dưới 100.000 thôi nhá, rẻ hơn bộ kia rất nhiều. Còn ai mua nhiều thì sẽ giảm giá một chút thôi, tại vì bộ này thì mình không giảm giá được nhiều nếu mua nhiều, tại vì cũng chẳng lãi được bao nhiêu á. Chỉ thấy là có một số bạn thì có gửi hình cho mình cái bộ này và muốn mua, thì giá trên thị trường thì là toàn trên 100.000 thôi. Mình thấy mọi người có nhu cầu ấy thì mình nhập về. Còn ai mà mua thì có thể inbox cho mình. Nếu mà mua tầm khoảng 2 bộ trở lên ấy, thì mình sẽ thì mua trên Shopee ấy, thì mọi người sẽ được free ship. Shopee hỗ trợ cái phí ship lên tới 50.000 ấy. Mua 2 bộ thì trên 150.000 là được free ship rồi. Mọi người mua combo hay là Domino thì cũng qua đấy mua thì nó sẽ rẻ hơn, tại vì không mất tiền ship và không phải chuyển khoản trước. Còn ai ở Hà Nội thì sẽ ship code nhá. Nhưng mà chỉ ship trong nội thành Hà Nội thôi. Còn ai ở tỉnh mà không mua qua được Shopee ấy, không mua qua được Shopee thì mọi người chuyển khoản cho em nhé. Bộ này mọi người cứ tin đi, bộ này đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn. Thế là cái hình của mấy cái con vật này á, mọi người ai mà Hà Nội thì có thể qua trực tiếp để xem nhá. Không ưng thì có thể không lấy luôn. Đảm bảo luôn là bộ này đẹp hơn rất nhiều. Và không như cái bộ lần trước ấy, thì em còn nói với mọi người là khi mua ấy, thì mọi người về sẽ bỏ cái túi ni lông ra khoảng 15 phút thì nó sẽ hết cái mùi sơn ấy, cái mùi sơn tại vì bọc trong ni lông kín mà. Nhưng mà cái bộ này ấy, thì mọi người mở ra phát là không có mùi gì luôn, và rất là chắc, không có bị lỗi luôn nhá. Rất là mịn nhá, đường cắt của gỗ này cực kỳ mịn luôn. Cái bộ này làm quà tặng thì rất là ý nghĩa. Trẻ con thường là thích cái màu sắc. Những chị nào mà mua combo của em ấy thì có khả năng là em sẽ ép vào một cái nhóm, thì mọi người chủ động inbox cho em ấy, thì em sẽ ép mọi người một cái nhóm, trong đấy thì em sẽ chia sẻ một số cái cách làm, một số cái ví dụ như cắt một số cái chi tiết khó ấy mà mọi người chưa cắt được ấy. Ví dụ như cắt bông tuyết chẳng hạn, hay là cắt cỏ ấy. Chắc là với nhiều người thì có thể mọi người biết, nhưng mà có một số chị thì mới làm về handmade ấy, thì các chị chưa biết về nhiều. Thì trong đấy thì mọi người có thể trao đổi cái kinh nghiệm làm sách. Thì em là người trực tiếp làm sách trước khi bán combo ấy, cho nên là có những cái kinh nghiệm gì mà có thể giúp được mọi người thì em sẽ chỉ, hoặc là cái cách khâu như thế nào cho đẹp thì
Mọi người nhớ nhắc em nhé, tại vì là em cũng khá là bận ấy. Nhắc em thì để em quay cái clip cơ bản để hướng dẫn cho mọi người biết cách làm cái combo. Đây combo thì khi lên và combo thì nó sẽ có vải như này, thực ra là để trong túi ấy thì không xem được hết, không nhìn rõ được màu á, nhưng mà đảm bảo cho mọi người là có khoảng 30 tấm vải dạ nỉ màu nhạt nhạt như thế này để làm sách này, làm nền, và 30 tấm vải màu để làm chi tiết và 15 tấm vải nhạt để làm nền. Mọi người làm nền vải thì theo mình thì làm nền nó nhỏ, nó nhạt thôi ấy, thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều với các chi tiết mà dày, chi tiết mà nó các màu nó đậm hơn, mà nằm trên các nền nhạt thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Có vấn đề là mọi người rất là thích hay cũng hay hỏi cái kéo cắt viền ấy. Kéo cắt viền thì nó ở đây thì không có, ở đây hiện tại không có cái kéo đấy. Theo em thì nó không cần thiết đâu, nên mọi người không cần phải mua kéo ấy đâu. Kéo ấy khá là đắt đấy, 130 nghìn một cái kéo, mà nó khá là nặng. Nó ai mà dùng nhiều thì hãy mua, còn đâu không dùng nhiều thì em sẽ hướng dẫn mọi người cắt tay ấy. Cắt tay thì nó sẽ rẻ hơn và đỡ tiết kiệm, mà nó tiết kiệm chi phí ấy. Còn đi còn gửi tỉnh ấy thì cái kéo nó rất là nặng, tiền phí ship rất là cao. Em không free ship được đâu. Tiền phí ship bưu điện chuyển phát nhanh ấy nó rơi vào tầm khoảng tùy vùng ấy thì 40 đến 50 nghìn, 55 nghìn tiền, tại vì ở xa thì phí ship sẽ cao hơn, chuyển phát thường thì sẽ phí ship chỉ bằng một nửa thôi. Mọi người có thể lên ms.com để tra cái cước phí ấy. Cái bộ combo thì nó nặng tầm khoảng 630 gram nhé. Súng bắn keo thì nếu cả súng bắn keo thì chắc nó sẽ rơi vào tầm khoảng 700 gram. Thì mọi người lên đánh Google, đánh cái chữ tính cước IMS thì mọi người sẽ tính được cái phí cước đấy của mình, chứ bên em thì không có lãi được ship đâu. Hơn nữa là cũng phải đi từ nhà ra bưu cục gửi ấy, có hôm không đi được thì phải thuê shipper ấy, nên là cái tiền đấy bên em phí đóng gói rồi phí bọc hàng ấy, phí đi lại từ nhà ra vô cục cũng mấy cây ấy, bên em không tính phí ship, nên là mọi người vui lòng thanh toán phí ship và đừng cả phí ship với bên em nhé. Ai mà mua trên 150.000 thì có thể em sẽ hướng dẫn mọi người mua qua Shopee, mọi người inbox cho em thì em sẽ hướng dẫn chi tiết. Rất nhiều chị đã mua được combo của em qua Shopee đó, và thường là phí ship thường là sẽ được free ship, còn ai mà xa quá thì phí ship cao lắm thì cũng chỉ đến 16.000 thôi. Thế nên là mọi người chịu khó, mà ai mà dùng smartphone ấy thì tải cái app Shopee về mua hàng thì nó sẽ được rẻ hơn và mọi người không phải chuyển khoản trước cho em. Còn sách vải thì cũng nhiều người hỏi á, nhưng mà sách thì không có sẵn nhiều, vì mọi người đặt theo ý thích của mọi người á, ai đặt thì em mới làm thôi. Hiện tại sách đang có sẵn ở 21 Phan Chu Trinh, nhưng mà hình như là vừa mới hết hàng rồi ấy, chắc là cuối tuần này thì em mới gửi sách sang đấy ấy. Thì ai mà ở Hà Nội ấy thì có thể qua 21 Phan Chu Trinh, cái cửa hàng và cái showroom cửa hàng dành cho mẹ và bé ấy. Thì mọi người qua đấy mua nhá, thì sẽ là sách có sẵn. Còn đâu đặt em thì sách có sẵn hay nhanh hết, với cả là không mỗi người một ý, cho nên là không bán được, thường nó sẽ không bán được vì mỗi người sẽ thích những trang khác nhau ấy. Còn ai mua thì có thể inbox cho em sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn. Còn mục đích chủ yếu của cái livestream đầu tiên này là em sẽ giới thiệu về cái Domino mới, hàng mới đây. Khi giao hàng thì sẽ có sản phẩm là một cái Domino này và một cái túi đựng cực đẹp luôn. Mọi người chơi xong thì có thể cất vào đây, hoặc là túi này có thể dùng để làm những cái khác được. Bộ này thì chỉ có dưới 100.000 thôi nhé. Em cũng chưa cân thử cái này nặng khoảng bao nhiêu, nhưng mà phí ship chắc cũng không cao đâu, rẻ hơn cái bộ cũ ấy.
cái quân này thì to hơn cái quân của bộ cũ luôn. Sắp tới mà rảnh ấy thì em sẽ thỉnh thoảng em sẽ quay một cái clip hướng dẫn về làm sách cho mọi người, tại vì mọi người mua khá nhiều Kubo của bên em mà cũng nhiều chị chưa biết làm ấy. Thì cái gì em có thời gian thì em sẽ hướng dẫn mọi người, hoặc là ai mua rồi ấy mà lúc làm mà có cái thắc mắc gì thì cứ inbox cho em nhá. Lúc nào mà trả lời được thì em sẽ trả lời luôn, chứ không bơ mọi người đâu. Mọi người cứ, có nhiều chị cũng hỏi mà nhiều chị làm đẹp lắm. Thực ra nó không quá khó đâu. Mọi người cứ, nếu như mà khó khăn trong cái việc chọn màu ấy, thì mọi người cứ làm theo cái mẫu mà em đã làm màu ấy thì nó sẽ đẹp. Thì em cũng làm nhiều rồi nên là cái về chi tiết màu ấy, cái phối màu thì cũng đỡ, thì nó cũng hài hòa hơn ấy. Có một số màu cái combo của em thì có một số màu em không làm, em không bán cho mọi người vì cái màu rất là chói, không làm được ấy. Nên là mọi người yên tâm là trong combo thì sẽ có rất nhiều vải cho mọi người dùng, và hầu như là vải để em làm sách ấy không có màu nào vứt đi đâu, và màu mọi người có thể đến được rất nhiều mã màu trong một cái combo đấy, vì vừa rồi về khá là nhiều ấy, nhiều mã màu khác nhau nên là trong combo của mình em về vải số lượng màu như thế nào thì em sẽ cắt thành combo gửi cho mọi người số lượng màu như thế. Còn một vấn đề nữa là cái combo mới lần trước em có up clip thì không có cái nơ này nhá, nhưng mà đợt này thì em sẽ cho mọi người mỗi người một cái túi nơ nhỏ như thế này, khá là xinh. Còn một vấn đề nữa là cái chỉ ấy, cái chỉ thì đây là cái chỉ mà em sẽ ship cho mọi người, nó có đủ 10 đến 12 màu nhá. Cái màu em cũng mua cái hộp có sẵn thôi, thì đợt này thì không về được cái chỉ đẹp như lần trước ấy, nhưng mà cái chỉ màu này em thấy khá là đẹp ấy, tại vì có một số chị cứ thắc mắc là chỉ màu không được đẹp, nhưng mà đây là đủ các màu cơ bản cho mọi người rồi. Cái chỉ mà lần trước thì em đang đặt thì chưa kịp về nên là đợt này mọi người dùng tạm cái chỉ này nhá. Em thỉnh thoảng cũng vẫn dùng cái chỉ này để khâu ấy, tại vì là em thấy chỉ cũng khá là đẹp, màu cũng đa dạng ấy chứ. Em sẽ cố gắng để lấy được cái chỉ đợt trước về á, chỉ đấy thì nó đẹp hơn, nó cái lõi nó cứng hơn thôi, chứ còn màu thì cũng gần như là tương tự như cái màu này ấy. Mà cái chỉ này còn đắt hơn là cái chỉ đấy cơ. Nên là đợt này thì combo chắc là sẽ dùng cái chỉ này ấy. Khả năng là phải sang tuần sau thì cái chỉ kia mới về cơ. Thì mọi người chịu khó nhá. Em thấy chỉ này dùng vẫn ok mà, không có vấn đề gì cả, nó có nhiều màu với chỉ kia còn không có cơ. Thế thôi. Trên Shopee thì em đã update cái sản phẩm mới rồi đấy. Mọi người mua thì qua đấy, Shopee của em là Dung Mạc. Ai mua thì comment và hoặc là inbox cho em nhé. Thì em sẽ ship hàng ở Hà Nội thì sẽ ship được trong ngày. Ví dụ đặt tối hôm nay thì ngày mai em sẽ ship hàng luôn. Còn đặt qua Shopee thì đặt hôm nay thì ngày mai em sẽ xuất hàng, là ngày mai bên vận chuyển qua lấy. Thì ngày mai là bên vận chuyển qua lấy, sau đó thì họ ngày kia là họ bắt đầu giao hàng ấy. Thì Shopee sẽ giao hàng mất tầm khoảng 3, 5 hoặc đến 7 ngày. Thường là sẽ là 5 ngày. Thì đấy là ship Shopee là ship thường mà. Còn ship bưu điện ấy thì làm ship 2 đến 3 ngày thôi là mọi người nhận được. Còn ship thường ở bưu điện thì là 7 đến 10 ngày. Theo em thì nên mua qua Shopee thì đảm bảo cho cả người bán và người mua. Còn Shopee thì mình không phải trừ khoản trước. Còn mua qua đường bưu điện ấy thì mọi người phải chuyển khoản trước cho em nhé. Tại vì lần trước có một số chị đặt mua xong em cũng thử ship code cho mọi người, xong rồi mọi người trả nhận. Đấy là hòa hàng để hoàn về bên em mà lâu ơi lâu mới hoàn về. Đến lúc hoàn về thì bị vỡ hết. Nên là em không ship code nhá, mọi người thông cảm nhá. Em livestream cho mọi người xem cái domino này. Rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Mọi người nhận hàng chắc chắn là ưng ý luôn. Ai ở Hà Nội thì qua xem nhá.
qua xem mà cảm thấy lăn tăn ấy thì cứ qua xem. Em bán khá là nhiều đồ rồi ấy. Em thấy cái bộ domino này là bộ em ưng nhất. Và cái lô vải này thì đợt này về em cũng vải là vải ưng nhất. Nên là từ giờ sẽ cái chất lượng về vải càng ngày sẽ càng tốt hơn cho mọi người nhé. Bộ này dưới 100.000 thôi nhá. Mua 2 bộ, mua 3 bộ, mua 5 bộ trở lên thì sẽ giá sẽ khác. Cái bộ này thì như cái bộ cũ thì có thể mua mấy bộ thì một lúc thì mọi người chơi xếp đồ được, như cái bộ này thì nó có hình ấy. Nên là chắc là mỗi bé chỉ chơi được một bộ thôi. Thì mua 2 bộ nó giống nhau mà. Nên là mua một bộ thôi. Nếu mà tối nay mà rảnh thì em sẽ livestream cho mọi người xem cái một số cái chi tiết khó như cắt hình bông tuyết ấy. Kiểu như vậy. Thì ai rảnh thì lên xem nhá. Nếu như mà tối nay em rảnh thì em sẽ thông báo, thì em sẽ livestream cho mọi người. Còn nếu không thì hẹn mọi người vào hôm khác. Thì mọi người cứ để ý, thỉnh thoảng em sẽ livestream cho mọi người cho nó dễ. Vì quay clip thì nó cũng nhiều người bảo không chân thực lắm nhá. Ai mua hàng thì inbox cho em hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo cái số hotline là 01666 265 280 nhá. Hoặc đặt hàng qua cái page này cũng được, hoặc là qua Facebook cá nhân của em, hoặc là trên YouTube. Thường ở trên YouTube thì mọi người comment ở đấy thì thỉnh thoảng em không nhận được đâu. Mọi người cứ gọi cho em nhá, hoặc là comment ở đấy, lúc nào em trả lời được thì em trả lời. Chào mọi người nha.